Chào các bạn, thì trong phần nhật ký học tập ngày hôm nay chúng ta sẽ học về thể động từ masu. Masu là một cái thể động từ mà chúng ta sẽ gặp rất nhiều trong trong tiếng Nhật. Và ở trong mục 1 phần ngày hôm nay chúng ta sẽ học về thể khẳng định của động từ masu. Đối với hiện tại thì khẳng định sẽ là động từ cộng với masu, ví dụ như là remasu, okimasu, hatarakimasu. Đối với thể phủ định thì sẽ là động từ masen, ví dụ như là hatarakimasen, remasen, okimasen. Đấy là những cái mà mình đã được học và mình sẽ chia sẻ lại, chứ không phải mình dạy cho ai. Mong các bạn hiểu cho. Và trong quá trình mình quay lại cái nhật ký học tập này thì có những cái nó sai thì mong các bạn chỉnh sửa lại hộ mình, comment chỉnh sửa lại hộ mình. Đấy. Và động từ ở quá khứ, đối với động từ ở quá khứ thì chúng ta sẽ có là động từ cộng với masita, có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ masu đi và chúng ta thay bằng masita. Ví dụ như là remasta. Đấy, remasta là ngủ. Chúng ta sẽ là remasta. Ngoài ra là hataramasta, okimasta. Đấy. Còn nếu nói từ mấy giờ đến mấy giờ thì chúng ta sẽ nói như sau: chấm chấm kara chấm 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 made. Đấy. Ví dụ chúng ta muốn nói là trường ICTU học bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ thì chúng ta sẽ nói như sau: